Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ninh Thuận thu hút 35.000 lượt khách du lịch trong dịp lễ 2 tháng 9. Đắk Nông xử lý 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định ở huyện Đắk Rơ Lấp và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hòa chung không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay các trường học từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Ninh Thuận có gần 148.000 học sinh học tập tại 301 cơ sở giáo dục, bao gồm 299 cơ sở mầm non phổ thông và 2 trung tâm. Để đảm bảo công tác dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo đã bố trí 9.604 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời xây mới 280 phòng, sửa chữa 225 phòng và 25 cơ sở giáo dục. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn tỉnh được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm, lấy học sinh làm trung tâm. Với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cuộc thi như sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, giúp khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo và tạo điều kiện trao dồi kiến thức gắn với nghiên cứu khoa học, giúp học sinh phổ thông phát triển đam mê, ứng dụng kiến thức đã học, tạo ra các sản phẩm thiết thực có ý nghĩa với cộng đồng. Với mục đích giúp người khuyết tật khiếm thị di chuyển dễ dàng hơn, hai học sinh Ngô Xuân Tốt và Hoàng Mai Phi Hùng, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo đã nghiên cứu sáng chế giải pháp cây gậy thông minh dành cho người khiếm thị và người già. Cây gậy thông minh được Tốt và Hùng thiết kế gồm 3 phần chính: tay cầm, cảm biến và hộp điều khiển trung tâm. Cảm biến được đặt ở nhiều nơi trên gậy với mục tiêu phát hiện các vật cản. Khi có vật cản cách 40 cm, cây gậy sẽ phát tín hiệu để người sử dụng biết và di chuyển hướng đi. Chức năng thứ nhất là cảm biến siêu âm. Cảm biến siêu âm có thể phát hiện vật cản ở khoảng cách 40 cm và thông báo cho người sử dụng biết để kịp thời tránh né. Chức năng thứ hai là cảm biến góc nghiêng. Cảm biến góc nghiêng có chức năng là khi gậy rớt hoặc là khi người sử dụng dùng hoặc té ngã thì gậy sẽ chuyển một tin nhắn khẩn về số điện thoại người thân. Một chức năng quan trọng khác của cây gậy thông minh là thông báo cho người thân khi người dùng gặp nạn. Khi người sử dụng bị té ngã, hộp điều khiển trung tâm có gắn một thẻ SIM điện thoại, có thể tự động nhắn tin đến điện thoại người thân, thông báo vị trí GPS, giúp nhanh chóng tìm kiếm. Cây gậy này chỉ có giá thành khoảng 400.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với mức giá hơn 2,5 triệu đồng hiện nay trên thị trường, giúp người già và người khiếm thị dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn. Chứng kiến sự vất vả của công nhân sơn vạch kẻ đường, nhất là vào những ngày nắng nóng, em Nguyễn Nam Cường, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã nghiên cứu sáng tạo, thiết kế và chế tạo mô hình robot sơn vạch kẻ đường tự động. Robot sơn vạch kẻ đường của Cường được thiết kế bằng cách sử dụng các cảm biến, các động cơ, mạch xử lý với các vật liệu đơn giản, dễ gia công. Phần cơ khí và thiết bị phụ gồm đường ray, máy khí nén, bơm trợ lực, thùng sơn. Khi vận hành, người điều khiển chỉ cần nhấn nút lập trình những thông số cần thiết, robot sẽ tự động hoàn thành công việc. Em sẽ cải tiến là không cần phải gắn điện nữa mà em chỉ cố gắng làm cái bộ nguồn theo cái máy luôn để nó sẽ gọi là tự động đúng nghĩa. Rồi em sẽ cải tiến về vòi phun có thể đưa ra ngoài thực tế luôn. Đây là hai sản phẩm đạt giải nhì tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di động tỉnh Ninh Thuận lần thứ 16 năm 2022. Cũng là điển hình cho rất nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh phổ thông trong năm qua. Để khuyến khích học sinh sáng tạo khoa học kỹ thuật, ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông. Để thúc đẩy cho cái phong trào mà thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh, thì về phía ban lãnh đạo đã có những cái chỉ đạo sâu sát, thành lập cái câu lạc bộ
tìm kiếm những cái em mà có cái đam mê về kỹ thuật. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã phân công cho giáo viên hướng dẫn nhiệt tình cho học sinh. Ngoài ra không kể đến là sự đam mê của học sinh là chính. Góc độ Liên hiệp hội là sẽ phát động hàng năm phối hợp với các cái thành viên của ban tổ chức vận động theo dõi cùng với sở giáo dục ra soát lại các trường. Chưa cần phải nộp nhưng phải đăng ký coi số sản phẩm là bao nhiêu. Còn khó khăn vướng mắc ở chỗ nào chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho các em hoàn thành sản phẩm. Với việc triển khai nhiều phong trào cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, học sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng quan tâm, hứng thú, tìm tòi, sáng tạo. Các mô hình sản phẩm của các em ngày càng được đánh giá là có chứa hàm lượng khoa học kỹ thuật và tính ứng dụng thực tiễn cao. Đây là những hành trang quý giá để các em có những ý tưởng mới, tiếp tục có những đam mê để chinh phục những đỉnh cao mới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đạt 35.000 lượt khách, tăng 16,7% so với trước khi có dịch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 600 lượt, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 27 tỷ đồng. Các điểm du lịch thu hút khá đông du khách đến tham quan trải nghiệm như Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Vườn Nho, Đồng Cừu, Tháp Bột Lòng Gia Rai, làng gốm Bầu Trúc, làng sen Mỹ Nghiệp, làng bích họa Hòn Thiên, du lịch cộng đồng Núi Chúa. Theo các doanh nghiệp du lịch, công suất phòng đạt từ 90 đến 100% tại khu vực ven biển Bình Sơn Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná và đạt 60 đến 90% tại các cơ sở lưu trú khác. Hành tím là cây trồng chủ lực ở hai xã Nhơn Hải và Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nếu như vào thời điểm thu hoạch vụ chính nam năm 2021, giá hành giảm sâu và khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì năm nay nông dân rất phấn khởi vì hành vừa được mùa vừa được giá. Qua 45 ngày trồng và chăm sóc, ông Lê Ngọc Hiền đã thu hoạch hành tím với năng suất đạt hơn 1,3 tấn một sào. Với giá bán hành cũ từ 35.000 đến 40.000 đồng một kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi gần 20 triệu đồng một sào. Hành giá cả năm nay thì tương đối nó cũng ổn định. Bây giờ giá ổn định thì mình mới tranh thủ mình làm để cho có một cái thu nhập cho gia đình. Vụ hành tím vụ chính nam năm nay, nông dân hai xã Nhơn Hải và Thanh Hải xuống giống trên 120 hectare. Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất hành tím đạt từ 11 đến 13 tấn một hectare. Cá biệt có hộ đạt 18 đến 19 tấn một hectare. Các sản phẩm từ hành tím như hành lá, hành củ đến hành giống đều hút hàng nên giá ngày càng lên cao. Hiện hành lá có giá 13.000 đến 15.000 đồng một kg, hành củ từ 35.000 đến 40.000 đồng một kg, hành giống từ 60.000 đến 65.000 đồng một kg, cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2021. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân có lãi gần 200 triệu đồng một hecta. Năm trước thì giá hành nó rất là rẻ, nhưng mà so với năm nay thì có thể nó gấp 2 đến 3 lần. Thì nói chung là cái giá hành năm nay thì rất là ổn định. Nhưng mà nếu mà giữ được cái giá ổn định này thì bà con ở đây làm rất là ổn định. Hành được mùa, được giá nên hiện nay nhiều hộ thu hoạch xong đã tranh thủ làm đất và tiếp tục xuống giống vụ tiếp theo. Để nâng cao năng suất và chất lượng hành tím, huyện Ninh Hải đã chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và nhân rộng các mô hình canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích, giúp nông dân có thu nhập ổn định từ cây hành. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng du lịch xanh thân thiện với môi trường. Từ năm 2021, Hội Phụ nữ thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai mới 9 mô hình điểm nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường ở các xã phường. Hiện các mô hình phát huy hiệu quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, Hội Phụ nữ thị xã Sa Pa đã triển khai mới 12 mô hình thí điểm nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, với một số nội dung chính như thu gom phân loại xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, làm đẹp cảnh quan môi trường sống, đảm bảo chất lượng các mô hình. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, hội còn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện. Đã có 600 thùng đựng rác, 300 hòm đựng quần áo ra đời từ phong trào này. Nhân rộng và phát triển các mô hình nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, cùng với củng cố 30 mô hình nhà sạch vườn đẹp, hội viên phụ nữ thị xã Sa Pa đang tích cực góp phần cùng địa phương thực hiện thành công tiêu chí môi trường
tiêu chí khó trong chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, làng gốm truyền thống Bầu Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là làng gốm cổ xưa có tuổi đời hàng trăm năm. Hiện nay, làng nghề ngày càng phát triển và trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên, làng gốm phát triển kéo theo hệ lụy là ô nhiễm không khí và nguy cơ cháy nổ. Do đó, Ủy ban dân huyện Ninh Phước đã quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề để đưa người dân vào sản xuất tập trung. Đây là giải pháp cân bằng giữa bảo tồn phát triển làng nghề với bảo vệ môi trường. Khoảng sân rộng khoảng 50m² được chị Lưu Thị Lựu tận dụng làm điểm nung gốm. Các vật liệu dễ cháy như rơm, trấu, củi được phủ lên nung trong hơn 4 giờ mới được một mẻ gốm. Quá trình nung khói, bụi bốc lên mù mịt đã làm ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Nung thì rất nguy hiểm mà không có chỗ nào nung á. Lúc trước thì mình nung ở ngoài, suốt đường chưa thi công á, mình nung ở ngoài. Rồi sau đó không có chỗ nung á, mình di chuyển vô nhà. Trong nhà không còn chỗ nung gốm thì chuyển ra ngoài. Vỉa hè, lề đường được tận dụng làm điểm nung gốm. Điểm nung gốm này được đặt ngay trên vỉa hè. Cây xanh bên cạnh bị cháy xém một nửa. Vỉa hè, lề đường cũng tan hoang theo từng mẻ gốm. Nguy cơ cháy nổ thì em nói rồi đó là 70% lận. Nó nguy cơ cháy nổ là thứ nhất là dây điện nè, thứ hai là gần nhà dân nè, thứ ba nữa là trẻ con ở trong làng á, chạy tới chạy lui rất là nhiều. Mỗi khi mình nung á thì mình phải ở ngoài mình canh. Bất kỳ chỗ đất trống nào cũng có thể trở thành điểm nung gốm, cho dù đó là vùng cấm. Hành lang đường sắt là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, phạm vi không được tác động có khoảng cách tối thiểu 5,6m. Thế nhưng đường sắt Bắc Nam, đoạn chạy ngang qua làng gốm Bầu Trúc, lại là nơi lý tưởng để mọi người tận dụng để nung gốm. Nó không phải thường xuyên, kiểu như thường thường cũng ví dụ lâu lâu cách để tầm mà nửa tháng mới nung lần, không có thường xuyên. Nên cũng là hạn chế bớt, này cũng phải coi chứ, phải có nghỉ canh này kia chứ, đâu phải nung sông bọ này kia đâu. Nhận thấy việc nung gốm trong khu dân cư gây ô nhiễm không khí, nguy cơ cháy nổ rất lớn, nên chị Đặng Thị Kim Sương đã đầu tư lò nung hết 17 triệu. Thế nhưng chỉ sau 1,5 năm sử dụng lò, sắt đã mục rỗng. Không hiệu quả nên chị Sương quay lại nung lộ thiên truyền thống. Cái này thì cái tính chịu nhiệt nó không có cao lắm, do là cái lửa nó cao, với lại cái này là sắt nó không có chịu nở. Nó chỉ là một thời gian là nó hư thôi, không có hiệu quả kinh tế. Hiện nay làng nghề gốm Bầu Trúc có hơn 100 hộ đang sản xuất gốm. Các lò gốm lộ thiên trong làng luôn rực lửa ngày này sang tháng nọ. Ô nhiễm không khí, nguy cơ tai nạn thương tích, cháy nổ ngày càng cao. Bây giờ là do tình hình dân cư phát triển, do đó là họ diện tích đất trong nhà nung đó họ càng thu hẹp hơn nữa. Do đó thì hiện bây giờ đó là họ nung ở những tuyến đường, vỉa hè trong cái khu dân cư. Do đó nguy cơ cháy nổ nè, rồi là vấn đề là an toàn về giao thông nè, rồi vấn đề là ô nhiễm khói bụi nè, trong dân cư hiện nay đáng báo động. Ô nhiễm từ hoạt động sản xuất gốm của làng nghề Bầu Trúc tăng theo tốc độ phát triển của làng nghề là điều đã được dự báo trước. Do đó, huyện Ninh Phước đã quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề để người dân vào sản xuất tập trung. Giải pháp này vừa đảm bảo cho làng nghề phát triển và trở thành điểm nhấn thu hút du khách tham quan. Ủy ban dân huyện đã quy hoạch cái cụm công nghiệp làng nghề tại thị trấn Phước Dân và khu vực Trung Mỹ. Thì chúng tôi đã quy hoạch là khoảng 20 hectare và đã đưa vô trong cái quy hoạch sử dụng đất. Sắp tới thì Ủy ban dân huyện sẽ thực hiện cái quy hoạch này và sẽ chuyển một số cái cơ sở sản xuất gốm lớn tại khu vực làng nghề, sẽ vận động bà con ra khu vực này để sản xuất nhằm tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Cái đó là mình không giàu được. Nếu mình làm ở nhà thì mình nông tại ở nhà. Ê như là nếu mà đem ra vậy đó thì nó bé làm sao mà lấy cái gì mà ăn lại. Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề để đưa người dân vào sản xuất tập trung là giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, từ ý kiến của người dân, huyện Ninh Phước cần có những phương án tính toán hợp lý. Bởi vận động người dân vào khu sản xuất gốm tập trung rất khó so với quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp làng nghề. Thực hiện kết luận thanh tra số 3029 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp
lập thủ tục thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân chồng lấn lên diện tích đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp cho biết đang phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy số 1 để tiến hành lập thủ tục giao trả đất về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo phương án số 220 về việc sắp xếp lại xử lý các loại tài sản công của cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Năm 1996, Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết Việc làm số 1 thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, nay là cơ sở cai nghiện ma túy số 1, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ giao 315 hecta đất sản xuất nông nghiệp, nhưng đơn vị chỉ quản lý sử dụng 230,72 hecta. Số diện tích còn lại đã bị người dân lấn chiếm. Đặc biệt, trong đó có 13 hecta đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp cấp 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Vì vậy, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có công văn số 7270 yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp lập thủ tục thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân chồng lấn lên diện tích mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1, theo kết luận thanh tra số 3029 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian chờ Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp và cơ sở cai nghiện ma túy số 1 hoàn thành các thủ tục giao trả đất về cho địa phương quản lý bố trí sử dụng, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp đã ban hành công văn 1910 đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, các địa phương tạm dừng các giao dịch và mọi vấn đề liên quan của người sử dụng đất có tên trong danh sách 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thu hồi do cấp sai quy định. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão năm nay, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều giải pháp không để tai nạn đáng tiếc xảy ra. Năm nay, tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng an toàn kỹ thuật, ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy của các lái tàu thuyền trên tất cả các bến bãi và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền cho 550 lượt người tham gia giao thông đường thủy, người lái tàu, lái đò, chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Ngoài ra, tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên sông, hồ, bến đò. Với sự chủ động trong công tác phòng ngừa tai nạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy. Cạnh việc chủ động của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, các chủ phương tiện, tàu thuyền, các bến đò ngang cần thường xuyên tiến hành công tác bảo dưỡng, duy tu, kiểm tra tàu thuyền trang bị đầy đủ áo phao, vật nổi để đảm bảo an toàn khi vận chuyển khách, hàng hóa qua sông nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Trong 4 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người chết, bị thương 51 người. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 41.214 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng, tạm giữ 941 xe ô tô, 12.700 xe mô tô, 106 phương tiện khác, tước 6.298 giấy phép lái xe các loại. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.